À, xin chào các bạn, hôm nay là một ngày không biết phải nói thế nào. Hôm nay mình đi làm được một cuộc khách duy nhất được 40.000 đó các bạn ạ. Một cuộc khách duy nhất cho cả một ngày dài từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối. Nhưng không sao, trong lòng mình bây giờ đang rất là cảm thấy rất là sung sướng và sung mãn và đầy sức mạnh. Muốn chia sẻ với các bạn một cái vấn đề, đó chính là tin lành là gì. Ra thì nói đúng, với một số nhiều người chúng ta sẽ không biết rõ tin lành là gì và ta sẽ bị rối loạn trong cái việc phân biệt giữa tin lành và phúc âm là gì và tin là gì. Thì thật ra thì có hai từ ngữ thôi nhưng đã làm cho chúng ta bị rối loạn. Thì hôm nay thì mình có làm cái video này để chia sẻ cho tất cả chúng ta. Ước mong là cái video này nó sẽ là một cái video đầy đủ nhất để cho các bạn có thể có một cái kiến thức để định hình, để nắm vững tin lành là gì và phúc âm là gì. Thì đọc nói luôn cái sự thật cho các bạn hiểu rõ thì tin lành với phúc âm là một mà thôi. Và có một từ nữa mà quá khứ thì dùng nhiều nhưng bây giờ thì ít dùng rồi, nó là từ tin mừng, tin lành, phúc âm, tin lành, tin mừng là một, chỉ về một nghĩa mà thôi, chỉ là một mà thôi. Vậy nó là cái gì? Thì chúng ta thường dịch nôm na theo nghĩa tiếng Anh thì tin là tin tức, lành là tốt lành. Thì tiếng Anh là news là tin tức, hay tidings là tin tức, và từ good là từ tốt đẹp. Đấy, thì chúng ta thêm vào good news hoặc là good tidings thì có nghĩa là tin lành hay là phúc âm hay là tin tức tốt lành. Thì chúng ta dịch nôm na như vậy, nhưng thực ra để hiểu rõ tin lành nó là cái gì, cái tin tức tốt lành đó thật sự là gì và nó đầy đủ có những nội dung gì mà tại sao lại gọi là tin tức tốt lành, thì Lộc sẽ chia sẻ toàn bộ trong cái video này. Thứ nhất, chúng ta sẽ thường biết và thường nghe nhiều về cái từ đạo tin lành. Và chúng ta nghe thấy cái chữ đạo thì chúng ta thấy cảm giác chúng ta sẽ cảm giác được cái hình thức tôn giáo nó hiện lên trong cái từ đạo trước cái từ tin lành. Bây giờ chúng ta sẽ không động đến từ đạo nữa nhé, từ đạo nó sẽ nói ở cuối cái video này, và chúng ta sẽ động đến từ tin lành mà thôi. Bởi vì các bạn sẽ biết rằng Lộc đã nói với các bạn là tin lành là một, phúc âm cũng là một, tin mừng cũng là một, nhưng người ta sẽ gọi là đạo tin lành chứ người ta không mấy khi gọi là đạo phúc âm và cũng ít khi gọi là đạo tin mừng. Đạo tin mừng thì đã được dùng trong quá khứ rồi, bây giờ đổi thành đạo tin lành. Và cái từ đạo phúc âm thì gần như là không được sử dụng. Tại vì sao lại như vậy? Thì sẽ có một cái video khác nó sẽ chia sẻ với cách dùng từ tin lành và từ phúc âm nó giống như nào. Thì nó cũng nói qua đó là những cái từ này nó tùy theo văn phong, theo ngữ cảnh, theo hoàn cảnh thì chúng ta sử dụng. Đấy, cũng giống như người ta dùng đạo tin lành chứ không dùng đạo phúc âm, cũng giống như vậy. Thì trong tiếng Anh cũng vậy, cũng người ta ví dụ người ta nói thánh ca thì người ta gọi là gospel music chứ không ai người ta gọi là good news music, không bao giờ người ta gọi như vậy. Thì cũng giống như vậy, trong cái văn phong cũng giống như người ta có hai từ, là từ cha và từ bố. Chúng ta thường thấy là cái từ cha hay từ bố thì cũng được dùng trong những văn phong, trong hoàn cảnh khác nhau, thì cũng giống như vậy, có cùng một cái từ ngữ đều chỉ chung một nghĩa thì nhưng mà nó sử dụng trong các hoàn cảnh khác nhau và nó thường làm ta rối. Thì cái cách dùng từ thì nó sẽ phân tích trong một cái video khác với những cái cụm từ khác nữa, trở thành một cái khẩu ngữ nhá. Thì còn cái video này nó sẽ định nghĩa thôi, chủ yếu là nó sẽ định nghĩa cho các bạn tin lành thật sự là gì. Tin lành ấy, chúng ta dịch nôm na là tin tức tốt lành, thì đấy là cái cách nói mồm cho dễ hiểu. Có một số người khác thì cũng sử dụng cái câu kinh thánh ở trong sách Luca, đó là câu kinh thánh đầu tiên, đó là khi mà Chúa Giêsu Giáng sinh ấy, Chúa Giêsu Giáng sinh trên trần thế thì có một đoàn thiên sứ đến báo tin cho những kẻ chăn chiên ở ngoài đêm, đang chăn chiên trực đêm chăn chiên ngoài đồng. Thì thiên sứ đến báo tin rằng là này ta báo cho các ngươi một tin mừng, hay là này ta báo cho các ngươi một tin lành. Đó là một tin mừng lớn, một sự vui mừng lớn cho muôn dân, ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một Chúa cứu thế, một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Đấy, thì đấy là từ đầu tiên nói về từ tin lành. Tin lành đã báo về sự giáng sinh của Chúa Giêsu, ấy là
tin lành. Trong sách Mark, khi sách Mark nói về đầu tin lành thì sách Mark nói là đầu tin lành, sách Mark đoạn 1 câu 1 nói là đầu tin lành kể về Chúa Giêsu Christ, Đức Christ là con Đức Chúa Trời. Thế đấy là đầu tin lành. Và khi Chúa Giêsu giảng đạo thì Ngài cũng gọi cái đạo mà Ngài giảng đấy, nó không phải là đạo Do Thái nữa, bởi vì đạo Do Thái đã được Môi-se và các bậc tiên tri ngày trước đi giảng rồi. Cho nên Ngài Chúa Giêsu Ngài cũng không giảng cái đạo Do Thái nữa, mà Ngài cũng không giảng đạo Công giáo hay bất cứ một cái đạo nào, mà Ngài giảng là ta đi giảng tin lành, ta đi giảng cái đạo đó ta gọi là tin lành, và gọi là gospel hay gọi là good tidings. Mình thì không nắm rõ được là trong cái từ ngữ của người Do Thái, trong cái tiếng Do Thái, trong cái tiếng Hebrew, trong cái tiếng Hy Lạp cổ ấy, thì cái từ tin lành nó là cái từ gì, nó có nghĩa đầy đủ như nào, thì là không nghiên cứu chuyên sâu. Nhưng mà trong Kinh Thánh thì khi Chúa Giêsu nói rằng ta đi giảng đạo thì chính Chúa cũng gọi là ngài gọi là tin lành. Ngài giảng cái đạo mà Ngài được giảng đó, cái đạo mới mà Ngài mở ra đó là tin lành. Thì Chúa Giêsu bắt đầu đi giảng đạo đấy, thì Chúa giảng đạo và Ngài gọi cái đạo của Ngài là tin lành. Cũng giống như người ta giảng cái đạo gì đó, người ta gọi ví dụ là lấy một cái ví dụ Phật giảng đạo thì Phật gọi là đạo Phật, ví dụ thế. Ví dụ như ta viết ra một bài thơ, ta phải có một cái tên cho bài thơ, viết ra một câu văn, chúng ta cũng có cái tên cho một câu văn hay là một đoạn trích hay bất cứ cái gì đó đều có tên cả. Thì cũng giống như vậy, chúng ta đi truyền, đi giảng hay là đi nói cái gì đó, ta cũng gọi tên là nó, như Chúa Giêsu cũng như vậy, Chúa Giêsu cũng gọi tên và Chúa gọi là tin lành. Thì đấy là cái nguồn gốc của tin lành, và nó tin lành được hình thành. Và khi Chúa Giêsu hình thành được đạo tin lành, Ngài giảng rồi và Ngài hình thành đạo tin lành, Ngài có các môn đệ theo Ngài, thì Ngài cũng truyền cho các môn đệ là và các sứ đồ, các môn đồ, các môn đệ, các đệ tử của mình ấy, gọi là đệ tử đấy, là hãy đi khắp thế gian và giảng tin lành cho mọi người. Thì đó là tin lành được bắt đầu được lan tỏa ra. Thì tin lành được bắt đầu được nhắc đến đầu tiên, đó là sự giáng sinh của Chúa. Chúa chính là một tin lành, sự giáng sinh của Ngài chính là một tin lành. Và sau đó khi chính Ngài đi giảng đạo, Ngài cũng nói là ta đến để giảng tin lành, thần của Chúa ngự trên ta và Ngài sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Câu này Chúa Giêsu nói. Và cuối cùng là nói về sự phát triển của tin lành, đó là các môn đệ của Chúa được Chúa sai đi là truyền tin lành cho khắp thế gian, cho mọi người trên khắp thế gian. Thì đó là cái sự phát triển của tin lành. Và sau đó thì đến khi mà các môn đồ đi giảng đạo, từ môn đồ Phi-rơ hay là tất cả các môn đồ khác đều gọi là đạo tin lành, cũng giống như là ông Phaolô ông cũng nói và cũng định nghĩa về tin lành một lần trong thư mà ông gửi đến thành Roma. Ông viết trong thư Roma chương 1 câu 16, đó là thật vậy tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời. Tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Suda, sau là người Gorek, rồi là các người khác, các tư dân khác. Thì đấy là cái định nghĩa đầu tiên, một cái định nghĩa tương đối là hay của thánh đồ, sứ đồ, môn đồ Phaolô, một trong những môn đồ đầu tiên của Chúa Giêsu đi giảng đạo, đã gọi và đã định nghĩa. Thì thực ra thì nói như vậy nó chẳng tạo nên một cái gì đó, nó cũng chưa là rõ ràng. Những gì mình vừa nói vừa qua nó cũng khiến cho các bạn chưa thực sự là đầy đủ, và các bạn nó chưa thể hình dung được tin lành nó thật sự là cái gì. Đấy, nói nó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, nhưng nó không thật sự là rõ. Đấy, tin lành nó được nhắc đến đầu tiên đến là Chúa Giêsu giáng sinh, thì đó là một tin lành. Tại sao Chúa Giêsu giáng sinh lại là tin lành? Đấy, và Chúa Giêsu đi giảng tin lành, và Ngài giảng các nội dung gì? Ngài giảng nội dung gì mà nó lại là tin lành? Và tiếp theo là các môn đồ cũng truyền đi được Chúa sai đi giảng tin lành, thì các môn đồ cũng giảng cái gì? Đấy, mà tại sao lại được gọi là tin lành? Thì cái mình sẽ trình bày đây mới thật sự là tin lành, và nó là tất cả những gì mà các bạn cần phải xem. Tin lành hay là phúc âm hay là tin mừng đều là một, và nó gồm 8 nội dung chủ yếu căn bản chính thức sau đây. Thì nội dung thứ nhất mình sẽ trình bày các bạn, đó là nội dung quan trọng nhất các bạn nếu mà yêu mến cái sự nghiên cứu
về tôn giáo các bạn. Yêu mến các sự nghiên cứu về tin lành, các bạn có thể chép nhé, ghi chép tí. Đó là điều thứ nhất, đó là tin lành hay phúc âm hay tin mừng bao gồm 8 phần, bao gồm 8 yếu tố. Mất một trong 8 yếu tố này sẽ không được gọi là tin lành nữa, mà gọi là tin lành thiếu hay gọi là phúc âm thiếu. Các bạn nhá, đầy đủ 8 cạch đầu dòng, 8 cạch đầu dòng. Cạch đầu dòng thứ nhất các bạn sẽ thấy là cạch đầu nhất tin lành bao gồm những cạch đầu dòng sau. Thứ nhất, ý thứ nhất, Đức Chúa Trời đã tạo nên loài người và con người được gắn kết Đức Chúa Trời như cha với con. Đức Chúa Trời đã tạo nên loài người và gắn kết Ngài với con người như cha với con, như con với cha. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai là con người đã phạm tội và đứt mối quan hệ với Đức Chúa Trời, xa cách Đức Chúa Trời. Con người xa cách Đức Chúa Trời là ý thứ hai vì tội lỗi. Ý thứ ba là tội lỗi sẽ dẫn con người xuống cái chết. Cái chết ở đây nói về cái chết linh hồn. Ý thứ ba là vì tội lỗi nên con người sẽ chết về mặt linh hồn. Và điều quan trọng là con người không thể cứu mình, không thể tự cứu mình được. Tôi có tội và bạn có tội, chúng ta không thể tự cứu nhau. Và chúng ta cũng không thể tự mình cứu mình được, không thể làm lành để đổi lấy và để mua lại cái tội lỗi được. Thì đó là cái ý thứ ba. Tức là con người phạm tội và sẽ phải chết vì tội lỗi, chứ không thể nào tự cứu mình được. Đó là ý thứ ba. Và chắc chắn là như vậy, chúng ta sẽ sống, chúng ta sẽ cảm nhận và xem. Chúng ta càng già, chúng ta càng phạm nhiều tội hơn. Chúng ta không bao giờ có thể trở thành trong sạch được. Cho nên là ý thứ ba này rất chuẩn. Ý thứ tư, Đức Chúa Trời yêu thương con người, Ngài muốn giải cứu con người khỏi cái chết tội lỗi. Nhưng Ngài không thể nào nói rằng người có tội là vô tội được. Tức là Ngài không thể xí xóa tội lỗi được. Đấy. Tức là đối với Chúa có tội phải phạt, nhưng Chúa lại muốn cứu con người. Ý thứ tư là Đức Chúa Trời rất yêu con người, Ngài muốn giải cứu con người khỏi cái chết. Nhưng Ngài không kể kẻ có tội là vô tội, người có tội phải chịu tội, không kể nào vô tội. Nên sẽ có ý thứ năm. Ý thứ năm như sau: giải pháp của Đức Chúa Trời muốn cứu con người, Ngài đã gửi Chúa Giêsu giáng sinh làm người. Chúng ta sẽ thấy là có một Chúa Giêsu Christ giáng sinh làm người. Ngài giáng sinh từ trời xuống. Ngài vốn dĩ đã có rồi. Bây giờ Ngài giáng xuống. Và giáng xuống để làm người. Đó là ý thứ năm, giải pháp cho ý thứ tư. Ý thứ năm là Chúa Giêsu giáng sinh làm người để cứu con người. Và Ngài cứu bằng cách, đó là ý thứ sáu. Ý thứ sáu là Chúa sống như một con người. Ngài là Đức Chúa Trời giáng xuống, nên Ngài hoàn toàn vô tội. Và Ngài đã chịu bị tra tấn, bị đóng đinh trên cây thập tự, và chịu chết các bạn. Và chôn xuống âm phủ. Chịu chết và chôn, chết thay cho con người. Đó là ý thứ sáu. Ý thứ sáu là Chúa Giêsu đã xuống thế gian, sống và lớn lên như một con người, nhưng Ngài là được từ trên trời giáng xuống, nên là Ngài hoàn toàn vô tội. Và Ngài đã chịu tra tấn, chịu đánh đập, chịu đóng đinh trên cây thập tự giá và chịu chết thay cho con người. Và điều hay hơn tất cả mọi điều khác, đó là Chúa Giêsu đã xuống âm phủ sau 3 ngày, Ngài sống lại. Tức là Ngài ra khỏi âm phủ lên thiên đàng, tức là Ngài đã sống lại. Đức Chúa Giêsu đã xuống âm phủ sau 3 ngày, Ngài sống lại, Ngài lên thiên đàng với Đức Chúa Trời. Đó là ý thứ 7. Và điều cuối cùng là, đó là tin lành được hoàn thiện nếu ai tin vào sự giáng sinh của Chúa, sự chịu chết thay của Chúa, sự sống lại của Ngài. Sự giáng sinh, sự chết và sự sống lại, nếu ai tin thì sẽ được cứu, sẽ được giải thoát khỏi cái chết linh hồn. Thì thực ra thì cái điều thứ 8 này nó cảm thấy cứ như là một cái gì đó nó hơi buồn cười, nhưng nó thực sự là như vậy. Các bạn hiểu rằng là chúng ta là tội lỗi, chúng ta không thể tự cứu mình được, nhưng bây giờ chúng ta sẽ được tha
tha, nếu chúng ta nhận, chúng ta tin Chúa Giêsu đã chết thay cho chúng ta. Chúa Giêsu đã chết thay cho chúng ta. Cái điều này hơi khó tin nhưng các bạn chỉ cần tin là được. Thì đó là điều thứ 8. Điều thứ 8 là ai tin Chúa Giêsu đã đền tội cho mình thì người sẽ cứu linh hồn. Thì đó là 8 cái yếu tố quan trọng nhất của tin lành. Tin lành bao gồm 8 điều. Điều thứ nhất là Đức Trời đã tạo nên loài người. Điều thứ hai, con người phạm tội và sai Đức Trời. Điều thứ ba là cái tội lỗi khiến con người phải chết linh hồn và con người không thể cứu mình được. Điều thứ tư là Đức Trời yêu con người, muốn cứu con người. Điều thứ năm là Đức Trời đã sai Chúa Giêsu Giáng sinh xuống thế gian. Điều thứ sáu là Chúa Giêsu đã xuống thế gian, chịu tra tấn, chịu đóng đinh trên thập tự giá và chịu chết thay cho con người để cứu con người. Điều thứ bảy là Chúa Giêsu đã sống lại sau 3 ngày, ngài xuống âm phủ, ngài sống lại. Và điều thứ 8 là chúng ta chỉ cần nhận tin Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ đón nhận được sự cứu rỗi linh hồn. Đó là toàn bộ phúc âm. Và Lộc sẽ đưa cho các bạn, và Lộc sẽ có một số cái minh họa để nhắc lại để các bạn nhớ được tin lành là gì nhé. Sẽ có một cái hình ảnh rất hay như này. Các bạn ạ, mình không biết cách nào để minh họa được thì mình bắt buộc phải quay ngược cái này. Cái camera này các bạn sẽ không còn nhìn thấy mặt mình nữa, các bạn sẽ nhìn thấy tay mình. Thì nó sẽ bắt đầu là có Đức Chúa Trời, có Đức Chúa Trời và có con người, đúng không? Chúng ta sẽ vẽ con người nhá. Rồi, chúng ta sẽ có con người và con người với Đức Chúa Trời. Con người với Đức Chúa Trời bị cách nhau một cái khoảng cách này các bạn ạ. Đáng nghĩa là con người Đức Chúa Trời hòa hợp với nhau, nhưng mà vì tội lỗi nên ý thứ hai đó là tội lỗi nên con người Đức Chúa Trời đã xa cách nhau. Và cái khoảng cách này biểu trưng cho địa ngục đi. Địa ngục nhá. Địa ngục. Đấy. Gọi cái chết ấy, gọi chết linh hồn nha bạn nhé. Chết linh hồn. Thì cái khoảng cách này đã phân cách con người với Đức Trời. Bây giờ Đức Trời rất là yêu con người. Đức Trời rất là yêu. Chúng ta sẽ vẽ trái tim này. Đức Trời rất là yêu con người. Love, Đức Trời là tình yêu và ngài rất yêu con người, ngài muốn cứu con người. Nhưng mà khoảng cách này phải được bù đắp chứ Đức Trời không thể nào gọi là tự xóa đi được. Ngài là công bình, ngài không thể nào tự xóa đi được, bởi vì không thể kể có tội nó vô tội. Chúng ta không thể như vậy. Chúa là công bình, ngài là công bằng, nhá. Cho nên là ngài phải có một cái giải pháp. Đó ngài đã sai Chúa Giêsu Giáng sinh. Chúa Giêsu Giáng sinh xuống thế gian. Bạn thấy Chúa Giêsu Giáng sinh xuống thế gian. Và ngài Giáng sinh xuống thế gian và ngài đã sống và lớn lên và chịu chết thay con người. Đây là cái thập giá. Ngài chịu chết thay con người. Và cái thập giá như là một cái cầu các bạn, như một cái cầu đã khiến con người đến trở lại về với Đức Chúa Trời. Rồi, con người trở về với Đức Chúa Trời. Đã khiến con người trở về với Đức Chúa Trời các bạn ạ. Thì Chúa Giêsu như là một cái giải pháp khiến con người trở về với Đức Chúa Trời. Nhưng cái điều là con người có trở về với Đức Chúa Trời hay không, đó là phụ thuộc vào con người phải tin vào Chúa Giêsu. Con người phải tin rằng Chúa Giêsu đã chịu chết thay cho mình trên cây thập tự giá rồi. Đấy. Rất là đơn giản. Rồi mình sẽ làm lại cho các bạn một lần nữa nhá. Đức Chúa Trời. Có Đức Chúa Trời. Và có con người. Con người các bạn nhé. Thế nhưng mà con người Đức Chúa Trời bị phân tách ra khỏi nhau các bạn ạ. Phân tách ra khỏi nhau. Bởi vì tội lỗi. Bởi vì con người là tội lỗi. Cho nên con người sẽ phải chết xuống địa ngục. Chứ không thể đến với Đức Chúa Trời được. Không thể đến Đức Chúa Trời bên này được. Nhưng mà Đức Chúa Trời lại rất yêu con người. Yêu. Đức Chúa Trời rất yêu. Ngài rất yêu con người. Ngài muốn cứu con người sang đây với Ngài. Muốn cứu con người từ đây sang đây với Ngài. Nên Ngài đã gửi một Chúa Giêsu Giáng sinh. Chúa Giêsu Giáng sinh xuống thế gian. Giáng sinh xuống thế gian làm người và chịu chết thay cho con người trên thập tự giá.
Đấy, cho nên con người có thể trở về bên Đức Chúa Trời qua cái cây cầu này. Qua cái cây cầu này. Đấy. Đấy. Thì con người đã trở về với Đức Chúa Trời. Thì đấy là cái minh họa tốt nhất để cho các bạn có thể hiểu được. Phúc âm, đó là con người được tạo nên Đức Trời, như đã phân cách Đức Trời. Cho nên Đức Trời đã phải gửi Chúa Giêsu xuống thế gian làm Giáng sinh làm người và chịu chết thay con người để cứu con người ra khỏi cái chết địa ngục đời đời. Và ai tin Chúa thì sẽ đi qua cái cầu, đi qua Chúa Giêsu và đến với Chúa Trời. Đó là tin, đó là tin nhận, ăn năn tin nhận Chúa. Rồi chúng ta sẽ quay lại với cái khuôn mặt của mình nhé. Ok, các bạn lại quay lại với cái gương mặt của mình. Mặc dù là mình không thật sự đẹp trai lắm và có lẽ là cái góc quay này nó cũng không giống như quay lúc trước, nó thấy nó không đẹp rồi. Thì cũng không sao nhá, các bạn đã hình dung được về cái nội dung đầy đủ của cái tin lành là gì, đạo tin lành là gì. Thì các bạn chép cái nội dung này lại và các bạn nhớ lại cái minh họa của mình, hoặc các bạn thì tự viết vẽ minh họa này thì các bạn sẽ nhớ được cái nội dung. Có thể là một ngày nào đó có ai đó hỏi bạn tin lành là gì. Đấy, thì các bạn tự tin nói rằng là tin lành gồm 8 phần. Đấy, và tôi sẽ kể cho bạn nghe 8 phần đó là cái gì. Và các bạn có thể vẽ cái minh họa để hình dung được. Các bạn cứ nhớ này, lại ngược rồi. Có Chúa và có con người phân cách khỏi Chúa, và Chúa Giêsu phải giáng xuống thế gian, giáng xuống thế gian chịu chết trên thập tự giá, đền tội cho con người, và con người tin nhận Chúa thì đi qua Chúa Giêsu và đến với Đức Chúa Trời. Đúng, nói ngắn gọn là như vậy, nói ngắn gọn như vậy, nhưng thực chất là gồm 8 phần. Thì các bạn có thể ghi chép và các bạn có thể nói rõ là thứ nhất là con người được Đức Chúa Trời tạo ra và ở cùng Ngài, nhưng mà ý thứ hai đó là con người đã phạm tội và phân cách vì tội lỗi, phân cách cách xa khỏi Chúa Trời. Thứ ba là tội lỗi dẫn con người xuống đến cái chết địa ngục, cái chết linh hồn. Thứ tư là nhưng Chúa Trời muốn cứu con người, Ngài muốn cứu con người, nhưng Ngài không thể kẻ có tội nào vô tội được, Ngài phải có một người đền tội, cần có một người đền tội. Nên Chúa Giêsu Christ phải giáng sinh xuống làm người. Nên Chúa Giêsu đã phải giáng sinh làm người là ý thứ năm. Chúa Giêsu giáng sinh làm người và Ngài chịu chết thay cho con người là ý thứ sáu. Và ý thứ bảy là Ngài chịu chết xong thì sau 3 ngày từ âm phủ Ngài sống lại. Ý thứ bảy và cuối cùng ý thứ tám là nếu như ai tin nhận Ngài thì sẽ quay trở lại với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu. Qua Chúa Giêsu thì sẽ trở lại với Đức Chúa Trời. Tức là trở lại cái địa vị đầu tiên. Tức là trở lại cái địa vị đầu tiên như là lúc mà Đức Chúa Trời tạo nên con người. Thì đó là 8 ý. Thì ước mong là nó ngắn gọn vậy nó có thể giúp cho các bạn hiểu được hết cái nội dung tin lành là gì, phúc âm là gì, hay tin mừng là gì, đạo tin lành là gì. Thì cuối cùng là các bạn sẽ lại nhớ lại các lời hứa của mình là Lộc sẽ giải thích cái từ đạo. Lời hứa của mình đó là Lộc sẽ giải thích cái chữ đạo tin lành. Thì thực ra thì nói đúng, cái từ đạo nó mang một cái nghĩa, nó mang tính chất về tôn giáo, và cũng vì tôn giáo nên mới có từ đạo. Nhưng nghĩa thực sự từ đạo thì đạo nghĩa là đường đi nước bước. Đấy, đạo nghĩa là đường đi, đạo là một con đường dẫn chúng ta đi đến một cái điểm đích nào đó, thì nó là đạo. Và từ đạo tin lành là nói về cái thứ nhất tôn giáo là đúng rồi, bởi vì thì tin lành, đạo tin lành, bởi vì đạo tin lành là một tôn giáo, là một tôn giáo. Thế nhưng người ta thường nói như thế này, người ta thường nói như này và các bạn có lẽ đã biết rồi, đó là đạo nào cũng tốt. Đạo nào cũng tốt thì thực ra là không công nhận cái điều này. Nó không công nhận điều này và nó không thấy điều này là đúng. Thực ra đạo nào cũng tốt thì tại sao chúng ta phải có nhiều đạo thế? Đạo nào cũng tốt thì chúng ta tập hợp tất cả các cái tốt vào thành một. Ví dụ chúng ta có một cái tốt này, hai cái tốt này, hay là ba cái tốt này, ta tột lại thì ba cái tốt nhỏ thành một cái tốt to, ba cây chụm lại lên hòn núi cao, tại sao nó không gộp lại được? Thật ra các đạo nó phải có cái gì đó khác nhau. Cho nên là cái câu nói là đạo nào cũng tốt thì nó chỉ là một cái gì đó để định nghĩa cho cái từ đạo theo cái cách mà con người ta cố gắng định nghĩa mà thôi. Hợp lý hóa các mối quan hệ, hợp lý hóa xã hội, hợp lý hóa lòng người và hợp lý hóa là cái lời nói thôi, để cho đẹp lòng nhau thôi. Chứ thực ra thì nó không công nhận. Và chốt lại như thế này, thì mỗi đạo nó phải có một cái gì đó khác nhau. Chứ nếu đạo chỉ khiến cho người ta đạo ấy mà chỉ khiến đạo chỉ dạy cho người ta làm lành lánh dữ, tức là làm điều thiện, chỉ dạy cho con người ta sống tốt đời đẹp đạo mà thôi, chỉ có làm lành lánh dữ sống cho tốt đời đẹp đạo, thì cái đạo đó là một đạo rất chi là tầm thường và bình thường. Nó nói thật, nếu như cái đạo chỉ
khiến cho người ta làm lành lánh dữ, khiến cho người ta trở nên tốt hơn, khiến cho con người ta, khiến cho người ta gọi là sống tốt đời được đạo, thì đạo đó rất là bình thường và rất là tầm thường. Các bạn cứ tưởng tượng mà xem, các bạn có muốn trở thành người tốt không? Các bạn có muốn trở nên tốt đẹp hơn không? Các bạn đang nghèo, các bạn muốn trở nên giàu có hơn không? Các bạn đang ốm đau, các bạn có muốn mình khỏe lại không? Hay có một lúc nào đó các bạn ngã xuống một cái hố, các bạn muốn leo lên không? Hay các bạn bị đau chân, hay các bạn muốn mình khỏi cái chân đau không? Cũng giống như vậy thôi. Cũng giống như vậy, nếu đạo chỉ đến giúp con người ta làm được cái việc như thế thì đạo nó bình thường quá các bạn ạ. Đạo nó quá bình thường. Bởi vì nếu tôi ốm tôi có thể mua thuốc. Nếu tôi ngã tôi có thể bò, tôi có thể tự bò lên. Nếu tôi chưa chết và còn sức thì tôi vẫn có thể cố gắng và sống ngày mỗi ngày tốt đẹp hơn. Không cần phải đạo tôi vẫn có thể trở thành một con người đạo đức bình thường. Không cần phải có đạo tôi vẫn trở thành một con người đạo đức bình thường. Cho nên là nếu như đạo chỉ dạy con người ta trở nên tốt đẹp hơn, làm lành đánh giữ thì đạo đó quá bình thường. Cho nên cái từ đạo các bạn đã nghĩ nó là tôn giáo thì hãy để nó là tôn giáo đi. Còn nếu như các bạn thật sự nghĩ nó là một cái gì đó phi thường và tuyệt vời hơn thì đạo nó có nghĩa là cứu con người ra khỏi cái chết linh hồn. Đạo có nghĩa là cứu con người ra khỏi cái chết linh hồn. Và đạo nào cũng hướng đến cái điều này. Điều quan trọng nhất là cứu con người ra khỏi cái chết linh hồn. Bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta có tội, và càng sống lâu chúng ta càng phạm tội nhiều hơn. Mục nói thật. Và cả kể là thầy tu cũng thấy đâu. Thầy tu hay là bất cứ ai, mục sư hay bất cứ ai, càng sống lâu sẽ càng nhiều tội hơn. Càng sống lâu chỉ có đứa trẻ mà chưa nhìn thấy mặt trời đã chết, hoặc là quá bé để có thể nhận thức được đúng sai, hoặc là nó đã qua đời rồi ấy, thì những đứa đấy, những cái sinh mệnh, thì những cái sinh linh đấy thì có lẽ là những sinh đấy, linh đó mới gọi là trong sạch, mới gọi là gần như là cái tội lỗi nó gần như cũng có tội nhưng mà nó gần như zero, tội di truyền của bố mẹ thôi, chứ còn thật ra tội của bản thân là gần như zero, như bằng không. Thì nói đúng là như vậy, chứ còn thực ra ai có tội. Cho nên cái sự chết địa ngục là điều không thể tránh khỏi. Cho nên đạo chính là cách để cứu con người ta, để cứu người ta khỏi cái chết linh hồn, thì đó mới là đạo, đó mới là định nghĩa về đạo chuẩn nhất. Thì đấy là cái chia sẻ trong video này, và Lộc tin chắc là các bạn sẽ nhìn lại cái phúc âm, nhìn lại cái tin lành là gì, nhìn lại cái nội dung tin lành, các bạn sẽ thấy vì sao này gọi là đạo tin lành. Đạo tin lành có nghĩa là Chúa Giêsu đã đến chết thay cho con người để và sống lại trên thiên đàng để cứu con người về thiên đàng với Ngài. Đó là đạo tin lành. Đạo tin lành là Chúa Giêsu đã chết thế, họa lắm có người chết thế cho kẻ vô tội, nhưng nay vì Đức Trời yêu thương thế gian nên đã chết thế cho kẻ có tội. Và câu kinh thánh các bạn có thể rất hay nghe nhất, đó là vì Đức Trời yêu thương thế gian nên đã ban đến nỗi đã ban con một ngày hầu cho hai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Thì đó là một câu kinh thánh rất nổi tiếng trong sách Răng chương 3. Các bạn có thể tìm kiếm là câu nào. Thì thực ra là nó đúng là như vậy. Chia sẻ với các bạn hết tâm huyết của mình, hy vọng là nó sẽ có ích trong các mối giao tiếp, trong mối quan hệ, và giúp các bạn có thêm kiến thức trong cuộc sống và chất lượng trong lời nói. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Goodbye. Cảm ơn các bạn.